Trước khi vào buổi nói chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, hai cơn lũ liên tiếp xảy ra đã khiến cho người dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hàng trăm con trâu bò bị chết, hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, nhiều diện tích lúa hoa màu bị hư hại, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tái sản xuất sau lũ. Từ nhấn lũ mỗi hàng quả nhấn thương mấy năm đó, hắn cũng mưa cũng nhỏ và hắn nước cũng để nhưng mà nắm liền quả đột ngột ấy, nên thì mình cũng trong gia đình cũng ra nữa mà không kịp, mà tự tái không kịp nữa, nên chỉ hắn thiệt hại quá nhiều mà thì héo rồi cả rồi đôi chỉ là nợ con tối hết phải ga vịt tôi chỉ là nợ hết, nên chứ chứ giờ cấp tiến cho là giúp đỡ cho chỉ giống rồi để mà nuôi trong lại đâu rồi đó. Tôi thì cũng nhận là rất khó khăn là vì giống là hàng trâu cuộn trôi, vậy là hàng lụt hàng đất còn rụt chậm từ từ, nên chỉ là hàng cùng gây rất khó khăn cho chúng tôi là giống mà hàng cùng hơi thiếu thốn, ướt hàng ẩm ẩm hàng cùng không có cái khả năng mà mọc mầm nữa, nên chỉ cùng chúng tôi cùng rất khó khăn về cái đoàn giống mà về nông nghiệp. Tại huyện Lệ Thủy, mưa lũ liên tiếp kéo dài đã khiến gần 1.000 hectare hoa màu bị hư hại, hơn 3.600 con gia súc bị chết, gần 6.000 con gia cầm bị cuốn trôi. Bên cạnh đó còn có hàng trăm hồ nuôi cá bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều tấn hạt giống và lương thực dự trữ của người dân bị ẩm ướt, hư hỏng. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất và nuôi trồng của người dân sau lũ, nhất là khi vụ sản xuất đông xuân đã cận kề. Hai trận lũ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 và từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 vừa rồi đã làm thiệt hại rất lớn đối với ngành sản xuất nông nghiệp của huyện Lệ Thủy, đặc biệt là sạt lở về hệ thống kênh mương và các cái loài giống cây con. Do đó là trong vụ sản xuất đông xuân sắp tới thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng đang còn kêu gọi các cái nhà hảo tâm rồi đề nghị tỉnh hỗ trợ để cho đáp ứng vụ sản xuất sắp tới. Hiện nay, người dân ở Quảng Bình đang bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống và chuẩn bị bước vào vụ đông xuân. Tuy nhiên, sau lũ, ở nhiều địa phương, hầu như tất cả cây giống, con giống đều trôi theo dòng nước lũ. Do đó, để gây dựng lại sản xuất, ổn định cuộc sống, thực sự là bài toán khó cho cả chính quyền và người dân. Thưa quý vị và các bạn, khúc ruột miền Trung luôn là điểm chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất của bão lụt và những trận cuồng phong. Trong đợt ngập lụt vừa qua, miền Trung chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, nhiều người chết, thiệt hại về tài sản không thể ước tính nổi. Hơn bao giờ hết, miền Trung đang rất cần các tấm lòng hảo tâm từ mọi miền của Tổ quốc. Những món quà từ thiện, những thùng mì tôm được cứu trợ kịp thời luôn là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống của dân tộc Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi mời đến trường quay hôm nay đó là chị Lương Tố Nga, đại diện của nhóm Từ Tâm, người đã trực tiếp đến miền Trung mang tình cảm của các anh chị em ở Hà Nội và của nhóm Từ Tâm đến tận tay cho người dân vùng lũ lụt. Xin chào chị ạ. Được biết là vừa rồi trong cái chuyến công tác cứu đói tại miền Trung, chị đã cùng đoàn tham gia cái cuộc từ thiện này, thì chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là cảm xúc của chị trong cái quá trình tham gia chuyến từ thiện này không? Xin chào các bạn. Hôm nay tôi rất hân hạnh được mời đến trường quay để nói về chuyến từ thiện. Tôi đại diện cho nhóm Từ Tâm theo chương trình ủng hộ miền Trung. Chúng tôi đã đến được tỉnh Hương Khê, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và mang theo những suất 500 suất quà của các nhà hảo tâm mà vùng miền Bắc để ủng hộ cho miền Trung thân yêu. Đường vào xã cũng khó khăn nhưng do sự hỗ trợ rất tốt của bên tỉnh đoàn thì chúng tôi đã đến nơi một cách an toàn, đã mang được 500 suất quà và đến tận tay các đồng bào lũ lụt miền Trung. Chị có thể nói về cái giá trị của suất quà mà mình mang đến miền Trung và những khó khăn của đoàn gặp phải trong cái quá trình từ thiện này ạ? Thực ra thì khó khăn thì cũng không có, bởi vì khi nói đến miền Trung lũ lụt thì nói chung là tất cả các nhà hảo tâm và mọi người đều rất là ủng hộ và chung tay gánh vác với cả nhóm Từ Tâm. Chị có thể nói rõ hơn về cái giá trị của mỗi suất quà không? 1 triệu một suất quà
Trong đó là có phong bì tiền mặt và xô chậu và sạp phòng, nói chung là các đồ dùng để phục vụ cho đồng bào hàng ngày. Thưa chị, là trong cái chuyến từ thiện này ấy ạ, thì chúng tôi được biết là có một số cái ý kiến của dư luận phản ánh đó là khi mà người các đoàn từ thiện đến ở tại các địa bàn xảy ra lũ lụt đấy ạ, thì khi mà đoàn từ thiện trao quà và khi mà đoàn từ thiện ra về ấy, thì có một hiện tượng lạ, đó là các cán bộ xã đến trực tiếp nhà người dân để thu lại cái số tiền của đoàn từ thiện ấy. Thì cái thông tin này có chính xác không và chị nghĩ sao về vấn đề này ạ? Thực ra thì tôi cũng không biết chính xác hay không. Thế nhưng mà khi đi trên xe có cậu đoàn viên thì cũng chia sẻ với chúng tôi là khi mà tiền đến tay nhân dân thì có xã đến thu lại và chia đều cho bà con trong thôn. Có nghĩa là mọi người không được lên danh sách nhận thì là chủ tịch sẽ đến thu lại tiền và chia đều cho dân. Thì còn cái mà thực tế như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Tức là chủ tịch đến thu tiền và để chia đều cho những người trong đúng không? chứ không phải là cái đúng số rồi, tiền đúng. Đấy được đút túi mà trong của vào đúng vào rồi. Trong lãnh đạo. Dư luận vừa qua đã đang xôn xao về vấn đề của MC Phan Anh ấy, thì họ cho rằng cái buổi hiện tượng của Phan Anh đó là hiện tượng PR bản thân, dùng truyền thông để làm mới hình ảnh của mình để nổi tiếng hơn và từ đó sẽ thu về được rất là nhiều tiền. Chị có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Riêng tôi đánh giá thì cái thời điểm Phan Anh làm như thế là nó đúng kịp thời để cứu đói cho đồng bào miền Trung, và không biết là cái tiền đấy như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là Phan Anh đã đến tận nơi và có những cái hình ảnh rất là xác thực để bà con nhận được, thì tôi nghĩ là đấy cũng không phải là PR mà cũng là xuất phát từ tấm lòng của một người dân để ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Vâng, cảm ơn chị. Trong cái nhóm từ thiện ấy, trong quá trình từ thiện của mình ấy, thì chị có thể chia sẻ được cho chúng tôi để biết là sự đoàn kết của nhóm và có cách làm từ thiện đúng cách, thì chị nghĩ sao về vấn đề làm từ thiện đúng cách của các bạn trẻ ngày hôm nay ạ? Thực ra thì khi mà đi từ thiện thì cũng có rất nhiều vấn đề. Cũng có người bảo là cái tiền đấy không biết có đến được tay người dân không, hoặc là cái tiền đấy thì chúng tôi chi tiêu như thế nào. Thì tôi không biết mọi người như nào, nhưng riêng nhóm tôi thì khi đi chúng tôi đều tự chi trả cho bản thân, và tiền kêu gọi thì chúng tôi đã mang đến tận được cho bà con tận tay, không qua đoàn, không qua xã gì, mà phát trực tiếp đến từng xã, từng người dân cho bà con nhận và có những cái hình ảnh thực tế. Nếu mà có một lời khuyên đến cho các bạn trẻ đang đi làm từ thiện, những người rất là yêu thích cái công việc này ấy, thì chị có thể có những lời khuyên dành cho các bạn trẻ làm như nào để có thể từ thiện đúng cách và không bị hiểu lầm hay là có một cái suy nghĩ lệch lạc về vấn đề từ thiện hiện nay ạ? Cái đấy thì rất là khó để mà mình có thể ngăn cấm được mọi người nghĩ với mình như thế nào và làm như thế nào. Miễn sao mình nghĩ là đúng theo tâm của mình thì mình cũng cứ làm thôi. Và hiện nay thì tất cả các bạn trẻ rất là năng nổ trong cái việc làm từ thiện, và họ hiểu được rằng là cho ho đi là nhận, và cho làm đi là mãi mãi. Nên là tôi nghĩ là mọi người nếu như cảm thấy đúng thì cứ làm thôi, không cần phải suy nghĩ xem mọi người nói gì và làm những